Hà Nội. Cây xanh bất ngờ bật gốc đổ đè vào ô tô trên đường thanh niên. Khoảng 10 giờ 40 phút sáng mùng 10 tháng 10, một cây xanh có thân gốc khá lớn đã bất ngờ đổ xuống đường, trúng vào một chiếc xe ô tô con đang di chuyển trên đường thanh niên, quận Tây Hồ, Hà Nội, khiến nhiều người hoảng sợ. Thông tin ban đầu từ những người dân cho biết, vào thời điểm trên, khi chiếc xe ô tô 5 chỗ cùng nhiều phương tiện khác di chuyển trên đường thanh niên, hướng từ phố Quán Thánh lên Yên Phụ, khi tới đoạn giữa đường thanh niên thì bất ngờ một cây phượng lớn bất ngờ đổ sập xuống, trúng vào đầu chiếc xe ô tô BKS 30V024XX. Vụ việc khiến nhiều người đi đường vô cùng hoảng sợ. Anh Hoàng Hải, một du khách đi tham quan Hồ Tây cho biết, lúc đó tôi đang bách bộ tham quan các di tích ở khu vực đường thanh niên thì nghe thấy tiếng động lớn, nhìn ra thì thấy cây phượng đổ giữa đường. Tôi thấy nhiều người hốt hoảng chạy dạt sang vỉa hè hai bên đường. Ở giữa đường thanh niên, một cây phượng lớn đổ trúng vào chiếc xe ô tô làm móp méo đầu mũi xe. Rất may khi cây đổ không gây thương vong về người, anh Hoàng Hải nói. Ghi nhận của VV Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô, cây xanh có thân gốc khá lớn, khoảng 2 người ôm, gốc bị một rũng, gãy đổ trong phần giữa giải phân cách hai làn đường thanh niên. Một phần thân cây đè trúng mũi xe ô tô. Vụ việc cũng khiến tuyến đường thanh niên ùn ứ trong ít phút. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường sở tại đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông. Nhân viên của công ty cây xanh Hà Nội cũng nhanh chóng có mặt, cưa cắt cây để giải phóng giao thông, đưa xe ô tô ra khỏi hiện trường vụ cây đổ trên đường thanh niên. Dưới đây là một số hình ảnh do VV Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô ghi lại tại hiện trường vụ cây đổ trên đường thanh niên, quận Tây Hồ, Hà Nội.